Từ bao đời nay, người dân Nhật Bản truyền tai nhau về một khu rừng bị ám bởi những oan hồn bị bỏ rơi. Những oan hồn này tồn tại từ thời cổ xưa do tập tục Ubasute, một hình thức chết thanh thản mà được dịch nôm na là bỏ rơi người già, là một nghi thức không phổ biến, chỉ được thực hiện khi người ta nghèo đói đến cùng cực. Khi một gia đình muốn giảm bớt miệng ăn, họ có thể dẫn một người thân đã già yếu đến vùng núi hoặc nơi xa xôi hiểm trở nào đó và để mặc đến chết vì đói khát. Có người khăng khăng rằng đây chỉ là chuyện truyền thuyết hư cấu chứ không phải thực tế, nhưng theo những câu chuyện cụ thể về khu rừng này thì đây chính là nơi hình thức Ubasute diễn ra. Không biết có phải vì thế mà nhiều người Nhật Bản thời hiện đại đã chọn khu rừng này để tự kết liễu cuộc đời mình. Vì khi đã bước chân vào khu rừng rộng lớn là sẽ không bao giờ trở lại được. Theo ước tính của nhà chức trách, có khoảng 70 đến 100 nạn nhân mỗi năm. Nguyên nhân của những cái chết vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu có phải là do Jurei, oan hồn bị bỏ rơi, hay đơn giản là người ta muốn kết thúc sự bế tắc trong cuộc sống? Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì ai cũng đều muốn tránh xa khỏi khu rừng này, không chỉ bởi những giai thoại, câu chuyện có thực, mà cả sự u ám đến lạnh xương sống khi vô tình đi ngang qua đây. Khu rừng mà tôi nói ở trên chính là nơi nổi tiếng vì nhiều vụ tự sát nhất thế giới. Aokigahara ở chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Còn tôi, một người luôn thử thách bản thân, khám phá những nơi bí ẩn hoặc gây sợ hãi, đã lặn lội từ Việt Nam xa xôi tới khu rừng này một mình để chứng thực những điều rùng rợn liệu là đúng hay không. Ở vùng đất hoàn toàn xa lạ, trong một khu rừng rộng mênh mông như biển khơi, tôi đã xác định ngay cả điều xấu nhất có thể tìm đến mình. Hy vọng duy nhất mà tôi mang theo là tin vào số mệnh ông trời đã sắp đặt cho tôi. Nhưng chỉ điều đó thôi có giúp tôi bình an quay trở lại.